Ngày 3 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Chương, 59 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán về hành vi giết người. Theo đó, vào chiều 29 tháng 4, ông Chương khi đang ngồi nhậu một mình tại nhà ở ấp Thống Nhất, thì sau đó anh P, 37 tuổi, ngụ tại địa phương, cùng một số người bạn đến nhậu chung. Trong lúc nhậu, do mâu thuẫn nên anh B dùng tay trái đấm vào mắt của ông Chương, nên ông Chương dùng dao đâm vào ngực trái của anh B, khiến anh B tử vong. Sau đó ông Chương bỏ trốn thì bị công an huyện Định Quán truy bắt, bàn giao cho công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2 tháng 5, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ ông Günther Jacobus Johansson, sinh năm 1960, quốc tịch Hà Lan, về hành vi giết người. Trước đó vào chiều 2 tháng 5, ông Günther với người vợ tên D, sinh năm 1970, ngụ tại phường 4 thành phố Đà Lạt cự cãi nhau. Sau đó ông Günther dùng dao đâm người vợ nhiều nhát và bỏ trốn. Nhận tin có án mạng, công an Lâm Đồng đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ phối hợp với công an thành phố Đà Lạt tổ chức truy bắt được nghi phạm sau hơn 6 tiếng điều tra xác minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát cung cấp truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thắng, 39 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm về tội gây rối trật tự công cộng. Theo kết luận điều tra, vào đêm 16 rạng sáng 17 tháng 4, Thắng đã điều khiển xe ô tô với tốc độ cao trước nhà hát lớn Hà Nội và sử dụng kỹ thuật drift gây náo loạn đường phố, đồng thời gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi Thắng dừng xe bên trái nhà hát lớn Hà Nội thì tổ công tác công an phường Tràng Tiền đã yêu cầu Thắng xuống xe, nhưng Thắng đã không chấp hành và phóng xe bỏ chạy về phía phố Tràng Tiền, Trần Quang Khải. Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ngày 3 tháng 5, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà thầu Hitachi đã tiến hành khắc phục hoàn toàn các toa tàu bị vẽ bậy trở về nguyên trạng ban đầu. Vào trước đó ngày 30 tháng 4, một toa tàu của đoàn tàu số 3 tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đổ ở Depot Long Bình đã bị vẽ bậy với dạng sơn graffiti. Sau đó ngày 1 tháng 5, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã đề nghị nhà thầu Hitachi dùng dung môi để tẩy rửa và đến sáng sớm ngày 2 tháng 5 đã khắc phục hoàn toàn các toa tàu bị vẽ bậy. Vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 2 tháng 5, quán cà phê Tố Như ở tổ 65, khu 5B, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị cháy. Sau đó đám cháy lan sang chiếc xe ô tô biển kiểm soát 14N9559 của anh Nguyễn Văn Long đang dừng đổ cạnh quán cà phê. May mắn không có thiệt hại về người. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn và Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng và phương tiện có mặt kịp thời cùng người dân chữa cháy. Đến khoảng 23 giờ 10 phút cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh An Giang, vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng 3 tháng 5, xe chuyển bệnh từ thiện biển kiểm soát 67A-10580 do anh Bùi Thiện Sơn, trú tại xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 91 theo hướng huyện Châu Phú, thành phố Long Xuyên, thì xảy ra tai nạn với một xe mô tô biển kiểm soát 67L1-62495 do anh Lương Ngọc Vũ, sinh 1977, trú tại xã An Thành Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, điều khiển cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến anh Vũ tử vong. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên và lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông trên quốc lộ 91. Khoảng 8 giờ sáng 3 tháng 5, một xe đầu kéo di chuyển trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về đường Mai Chí Thọ. Khi còn cách nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức vài trăm mét thì bị mất lái, tông vào dải phân cách, lao qua làn xe máy. Tại hiện trường, xe đầu kéo chắn ngang làn đường xe máy, có hai xe máy bị hư hỏng. Nhận tin báo, lực lượng Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc Công an thành phố Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực, đồng thời khám nghiệm hiện trường.